Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo gia hạn hoạt động điều tra về hành vi lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại của một số hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương được truyền thông Việt Nam dẫn lại cho biết hôm 17 tháng 5. Đây là lần thứ bảy Bộ Thương mại Hoa Kỳ lùi thời gian công bố kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam, theo Bộ Công Thương. Trong thông báo mới nhất, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết sẽ gia hạn ngày ban hành kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam là vào ngày 26 tháng 5 năm nay và đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam là vào ngày 17 tháng 8 năm nay. Trước đó, hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận sơ bộ của cuộc điều tra và nói rằng gỗ rán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp như đang áp dụng với gỗ rán nhập khẩu từ Trung Quốc. Còn nếu dùng nguyên liệu tại Việt Nam hoặc các nước khác sẽ không bị áp các loại thuế này. Về sản phẩm pin năng lượng mặt trời, Bộ Thương mại Hoa Kỳ hồi cuối tháng 3 năm ngoái đã khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan, theo cáo buộc rằng một số nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Trung Quốc đang cố gắng trốn tránh thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của họ bằng cách hoàn thiện chúng ở các quốc gia Đông Nam Á. Hiện các sản phẩm của Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ 15,85% đến 238,95% và thuế chống trợ cấp từ 11,97% đến 15,24%. Bộ Công thương Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước sản xuất xuất khẩu các mặt hàng liên quan phải thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ cũng như phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình của vụ việc.